Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với travel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một món ăn rất là đặc sản của quê hương mình, chính là bánh mì ba tê. Mình có bánh mì, mộc nhĩ, rau mùi, cà rốt, dưa chuột, chanh, cà chua, ớt, và không thể thiếu chính là thịt và gan và xúc xích và các gia vị kèm theo. Ở đây thì mình có thịt mình đã xay nhuyễn rồi. Và gan heo, đây là gan heo mình cũng xay nhuyễn rồi. Trước tiên mình sẽ chiên xúc xích. Thì ở đây mình đã chuẩn bị dầu ăn rồi. Mình sẽ đổ dầu vào. Bây giờ mình sẽ bật bếp lên, mình chiên xúc xích. Đợi xúc xích chín thì mình sẽ đi thái gia vị. Thì ở đây mình sẽ thái cà rốt đầu tiên. Các bạn lưu ý, cà rốt mình phải thái sợi như này nhá, để kẹp chung với bánh mì. Cà rốt mình đã thái xong rồi. Tiếp theo đó mình sẽ thái dưa chuột, cũng thái lát như cà rốt thôi các bạn. Mình nhìn thấy xúc xích đã chín rồi, bây giờ mình sẽ gắp ra nha các bạn. Mình đã chiên xong rồi, bây giờ mình sẽ đặt ở đây. Và bây giờ mình sẽ đi đập hành khô để xào với thịt với gan nhé. Mình đã băm nhỏ rồi, dầu cũng đã sôi, bây giờ mình sẽ cho hành vào. Mình sẽ đảo đều lên. Chúng ta đảo sau khi hành vàng, chúng ta sẽ cho gan với thịt vào. Hành đã vàng rồi, bây giờ mình sẽ cho thịt vào nhé. Sẽ cho thịt vào. Sau đó mình sẽ cho gan đảo với nhau. Wow, mình hành phi vàng rất thơm các bạn ạ. Như thịt đã săn rồi, bây giờ mình sẽ cho mộc nhĩ vào. Ở đây thì mình đã thái mộc nhĩ từ trước rồi. Bây giờ mình sẽ đổ mộc nhĩ vào nhé. Tiếp sau đó mình sẽ cho mắm muối nhé. Ở đây mình sẽ cho một ít hạt lêm, một ít muối. Và một ít bột ngọt nhé. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Wow, rất thơm các bạn ơi.
như mình ở đây mình thấy Ngọc Nhĩ cũng đã săn chín rồi. Rồi ok, thịt mình đã rang xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi thái xúc xích. Xúc xích ở đây thì đã nguội rồi. Bây giờ mình sẽ đang đi thái nhá. Xúc xích ở đây mình sẽ thái lát ra. Ok, xúc xích mình đã thái xong rồi. Bây giờ mình sẽ bày ra đĩa. Xong thì mình sẽ múc thịt ra bát nhé các bạn. Ok, mình đã chuẩn bị xong tất cả các nguyên liệu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lấy kéo cắt bánh mì để cho vào đây nhé. Ở đây thì mình sẽ cắt đôi bánh mì này ra để cắt như này. Tiếp theo đó chúng ta sẽ cho cà rốt vào. Mình sẽ giải như thế này. Mình sẽ cho dưa chuột. Mình sẽ cho rau mùi. Tiếp theo đó mình sẽ cho xúc xích. Wow, mình sẽ múc cái này trộn lên. Thế là mình đã hoàn thành xong những chiếc bánh mì. Mình đã cho gia vị vào đây hết rồi. Bây giờ để tăng phần hấp dẫn, bánh mì được nóng thì mình sẽ mang đi nướng. Ở đây thì mình đã chuẩn bị cái vỉ này rồi. Mình sẽ nướng qua cho bánh mì nóng. Mình sẽ bật bếp để lửa thật nhỏ nhé các bạn. Sau đó mình sẽ đặt những chiếc bánh mì lên. Ở cái xiên này thì chỉ được 3 cái bánh mì. Mình cảm thấy rất là hạnh phúc khi được nướng bánh mì dưới dạng tre, gió mát, cực kỳ tuyệt vời các bạn ạ. Bánh mì ở đây thì mình nướng đã chín rồi đấy. Wow, khá là bỏng các bạn ơi. Wow, rất thơm các bạn ạ. Mình mời mọi người cùng thưởng thức cùng mình nhé. Wow. Oh. Bánh giòn tan. Đợi mình nó xong. Nhân nóng hổi các bạn ạ. Wow. Gì em vừa làm bánh mì chị ạ. Chị đi bắt tôm cua có con nào không? Chẳng được con nào em ạ, chị đang đói lắm. Chị ơi, đây làm bánh mì. Ok em, rồi cảm ơn. Em vừa làm xong đấy, em vừa nướng xong. Rất ngon em ạ. Ngon đúng không chị? Ừ, rất là đặc biệt. Hôm nay em giới thiệu cho các bạn về đặc sản quê hương mình, bánh mì pate.
rất là ngon, rất là đặc sản Tân Bình, rất là ngon em. Người em mát này chị ạ? Ừ, rất là mát. Dặn tre rất là đẹp đúng không? Rất là cảm ơn em vì cái bánh mì ngày hôm nay rất là ngon em ạ. Thì chính là đặc sản và đặc trưng của quê hương mình, rất là ngon. Em muốn giới thiệu cho các bạn món bánh mì ba tê để các bạn biết. Đấy. Rồi ok, vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn làm món bánh mì ba tê đặc sản quê hương mình. Nếu mà các bạn thấy video mình hay, hãy like và subscribe ủng hộ kênh mình nhé. Bây xin giờ chào xin chào và hẹn gặp lại. See you again.